Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay là cũng gần đến Noel thì mình bắt đầu lên cái thực đơn để chuẩn bị một món bánh đón Giáng sinh an lành nha các bạn. Và đặc biệt hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn một món bánh được làm từ sữa chua. Bánh của mình có cái vỏ bên ngoài giòn, ở bên trong mềm xốp và đặc biệt được phủ đầy những cái lớp tuyết trắng làm từ đường, rất là ngon. Cái cách làm khá là thú vị, mình chia sẻ, nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm nha. Vào những ngày đông mà có được những chiếc bánh như thế này, mình có thể ăn và cùng trò chuyện với gia đình để đón một đêm Noel cũng như là một mùa Giáng sinh thật là an lành, ấm áp. Bánh được làm từ sữa chua nhưng rất là ngọt ngào. Nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau làm bánh nha. Thì bánh ngày càng đa dạng và phong phú, mình nên làm mới để thay đổi khẩu vị. Hôm nay đặc biệt mình làm từ sữa chua. Ở đây mình có được một hộp sữa chua trái cây, trọng lượng là 130g. Thì mình sẽ cho hết 130g cái phần sữa chua. Hôm nay mình sử dụng là sữa chua trái cây. Các bạn có thể là làm sữa chua bình thường nha, vì mình hôm nay không mua được nên mình làm bằng sữa chua trái cây. Và cái công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Và các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha. Đó, thì mình sẽ cho hết cái phần sữa chua vào, mình làm từ từ chia sẻ đến cho các bạn nha. Khi mình đã cho hết 130g sữa chua vào cái thau như vậy, sau đó là mình sẽ dùng một quả trứng gà. Quả trứng gà này có trọng lượng là 50g. Mình sẽ quậy đều lên. Rồi mình cho vào đây là 50g đường. Tiếp tục mình sẽ cho vào đây là 40g dầu ăn. Ở đây là mình có chuẩn bị một muỗng cà phê bột nở, baking powder. Bột nở sẽ khác với muối nở nha, các bạn đừng nhầm lẫn. Giúp cho bánh của mình nở xốp. Rồi mình sẽ trộn đều. Mình cho vào đây là nửa quả tắc nha. Đó, khoảng là nửa muỗng cà phê, giúp cho cái phần trứng của mình không có bị tanh. Các bạn có thể dùng chanh. Rồi từ từ mình sẽ cho là 300g bột mì. Đây là mình sử dụng bột mì đa dụng. Mình cho từ từ rồi mình sẽ trộn đều. Nếu các bạn có hương vani thì mình sử dụng hương vani, mình khỏi cho phần tắc vào nha. Vì hôm nay nhà mình hết hương vani rồi các bạn, nên mình thay bằng nửa quả tắc. Rồi mình cứ trộn đều, trộn đến khi nào mà các bạn nhìn không còn thấy bột khô nữa là được. Cứ cho bột từ từ và mình trộn ha. Đó, mình cho hết bột vào luôn. Nếu mà các bạn chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ thì làm món bánh này rất là nhanh chóng và dễ dàng thành công. Đặc biệt rất là ngon. Tay mình đã rửa sạch. Lúc này mình sẽ dùng tay mình nhồi bột nha. Mình nhồi đến khi nào mà không còn thấy bột khô nữa, khối bột của mình mềm dẻo là được. Nếu bột nhão quá thì mình có thể thêm một xíu bột nha, vì cái sự hút nước khác nhau của bột mì, tùy theo bột mới hay bột cũ. Bột lúc này đã không còn thấy bột khô, bột của mình dẻo lại như vậy, không dính tay ha, thì mình sẽ cho ra cái mặt phẳng. Nếu mà bột hay dính tay thì mình có thể sử dụng bột mì là bột áo. Thì mình sẽ nhồi sơ cái khối bột này lại một xíu. Rồi mình sử dụng cái cây lăn bột, thoa một lớp mỏng bột. Bột áo thì mình sử dụng là bột mì. Mình sẽ lăn mỏng cái khối bột này ra nha. Khi
Khi khối bột của mình đã được lăn mỏng như vậy, nhưng mà đừng có mỏng quá nha các bạn. Cái độ dày khoảng hơi dày một xíu, đừng có quá mỏng nha. Đó, như của mình như vậy là được nè. Và để tạo hình thì mình sử dụng một cái tách uống trà hoặc là một cái ly. Rồi mình sẽ cắt thành những cái hình tròn như vậy nha các bạn. Rồi mình đã tạo hình thì mình lúc này những cái bột dư lại thì mình sẽ lấy, sau đó là mình cũng sẽ lăn mỏng ra và mình sẽ tạo hình tiếp nha. Thì với cái lượng bột này mình làm khoảng là 24-25 cái bánh, tùy theo các bạn tạo hình to hay hình nhỏ ha. Thì những cái miếng bột mình đã cắt mỏng như vậy thì mình cho ra ngoài cái mặt phẳng này một ít bột áo nữa. Mình thoa mỏng một lớp bột áo lên cái miếng bột này nha các bạn, để mình tạo hình. Rồi mình sẽ gấp đôi cái miếng bột này lại. Mình bóp ha, mình bóp chắc. Đó, mình làm như thế này nè các bạn, để một lát nữa mình tạo thành những con giống như là những chú chim vậy đó. Thì cái cách tạo hình này cũng tùy theo sở thích của các bạn nha. Rồi mình sẽ để đây và cứ tiếp tục mình sẽ tạo hình cho đến hết cái phần bột này. Mình thoa bột mì như vậy thì giúp cho cái bánh của mình không có bị dính vào nhau, bột không có dính vào nhau ha. Rồi mình cứ tiếp tục mình tạo hình. Với cái cách làm này các bạn có thể cho vào lò nướng để mình nướng nha. Thì mình nướng trong lò nướng với nhiệt độ 180 độ C và mình nướng trong vòng 15 phút. Thì lúc này mình đã tạo hình xong những chiếc bánh như vậy. Mình chuẩn bị một chảo dầu ăn để mình đem chiên bánh. Khi mà cái chảo dầu của mình sôi rồi thì mình bắt đầu lần lượt cho những chiếc bánh vào mình chiên. Dầu của mình phải nóng sôi nha các bạn. Các bạn thử bằng cách sôi đầu đũa là được ha. Đó, mình lần lượt cho những chiếc bánh vào. Thì mình sẽ chiên với mức lửa trung bình để cho bánh của mình được chín đều nha. Thì lúc nãy mình có cho bột áo ở ngoài cái miếng bột của mình đó các bạn. Lúc mà mình tạo hình, khi mà các bạn cho vào thì cái chảo dầu của mình sẽ đục như vậy. Rồi cứ tiếp tục mình chiên và chở đều bánh nha, để cho bánh được vàng đều. Mình chiên bánh thì nên chở bề đều để cho bánh được vàng đều ha. Lúc này bánh của mình đã vàng như vậy thì mình sẽ vớt bánh ra. Mình vớt ra cái vợt cho qua cái giấy thấm dầu. Nhưng mà bánh này không có rút dầu nha, các bạn yên tâm. Bánh của mình một màu vàng ươm. Thì cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chiên hết những cái phần bánh còn lại nha các bạn. Thì mình đã chiên xong một dĩa bánh như vậy. Đây các bạn xem nè, cái cách của mình tạo hình thì lúc này giống như là những chú vịt con hoặc là những chú chim non vậy đó. Thì mình sẽ cho vào đây một ít đường bột. Mình sử dụng đường bột để mình làm tuyết trắng nha các bạn. Rồi mình sẽ sàn nè, để cho cái phần đường này được rớt xuống. Đấy, các bạn xem giống như là tuyết rơi chưa. Trông rất là hấp dẫn nha các bạn. Đó, cái cách tạo hình thì khá là thú vị, vừa ngon miệng mà vừa đẹp mắt nữa. Thì các bạn có thể đưa vào thực đơn trong ngày Giáng sinh, các bạn làm sẽ nhanh chóng có được một món bánh ngon. Và đây là một dĩa bánh hoàn chỉnh của mình. Những chú chim non được phủ đầy tuyết trắng, ngọt ngào ở bên ngoài, ấm áp ở bên trong. Cái lúc mà mình tạo hình và cái lúc thành phẩm sẽ khác nhau rất là nhiều. Đó, các bạn xem nè, khi chiên lên thì chiếc bánh của mình sẽ bắt đầu chuyển sang cái dạng hình khác. Nên cái lúc tạo hình các bạn nên tạo giống như mình thì các bạn sẽ được ra cái thành phẩm như vậy nha, như là những chú chim non. Rồi lúc này mình sẽ bẻ chiếc bánh ra, mời các bạn cùng thưởng thức. Đó, ở bên trong bánh của mình rất là xốp nè các bạn, mình mời các bạn nha. Cái vỏ bánh giòn, ở bên trong mềm xốp, có cái vị ngọt vừa ăn. Bánh rất là ngon và lạ miệng. Thì cái công thức này bánh của mình không có quá ngọt. Nếu mà các bạn không có phủ cái lớp đường bột ở bên ngoài thì các bạn nên tăng cái lượng đường lên. Còn nếu mà các bạn phủ đường bột giống như mình thì các bạn cứ để y như cái công thức của mình nha. Các bạn khỏi tăng cái lượng đường lên. Thì với cái sự hài hòa kết hợp giữa bột mì và sữa chua cho mình một món bánh rất là ngon. Mình chia sẻ cách làm, nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm nha.
Khi thưởng thức món bánh này, mình có thể pha một ấm trà hoặc là một tách cà phê nóng, mình ăn và cùng trò chuyện với gia đình. Như vậy là mình đã có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ và an lành hạnh phúc. Món bánh này rất là ngon. Mình hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ yêu thích món bánh này. Nếu video của mình chia sẻ các bạn thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi mình nha. Và hãy giúp mình lan tỏa món bánh này đến cho nhiều người cùng xem cũng như là ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ mình nói lời chia tay với các bạn ở video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.